Bạn có biết cách đây đúng 20 năm vào tháng 4 năm 1993, Mobifone, mạng di động đầu tiên của Việt Nam đi vào hoạt động, chính thức đưa nước ta bước vào kỷ nguyên di động cùng thế giới. Sau 20 năm, cả nước có 71.534 trạm thu phát sóng di động. Số lượng trạm thu phát sóng này cung cấp băng thông cho 30,2 triệu thuê bao di động, gấp 4 lần dân số của thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, 37% số người dùng đến từ khu vực thành thị và 63% còn lại đến từ khu vực nông thôn. Nhìn chung, thị trường di động Việt Nam vẫn là mảnh đất màu mỡ đang chờ được khai thác. Vẫn còn đến 2/3 dân số, tương đương với hơn 50 triệu người Việt Nam chưa dùng di động. Những năm gần đây, sự phát triển chóng mặt của công nghệ cho phép càng nhiều người dùng tiếp cận với các thiết bị di động thông minh với mức giá phù hợp, làm di động Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Dự báo đến tháng 5 năm 2013, mức độ phổ cập thiết bị sẽ là cứ 5 người Việt Nam có 1 người sử dụng smartphone và cứ 20 người có 1 người sử dụng máy tính bảng. Hạ tầng kỹ thuật viễn thông di động hiện đã cho phép 100% dân số truy cập mạng 2G và 70% dân số được phủ sóng 3G. Cả nước chúng ta có 19 triệu người truy cập Internet trên di động, tương đương với 21,6% dân số. Xu hướng di động thông minh kéo theo sự bùng nổ mạnh mẽ của các ứng dụng nhắn tin miễn phí qua Internet. Năm 2009, WhatsApp ra đời. Năm 2010, Viber xuất hiện. Đây là hai trong số những phần mềm ra đời sớm nhất, ưu việt hơn với các dịch vụ chat, Yahoo Messenger hay Skype. Đến nay, Viber đang dẫn đầu với 3,5 triệu người dùng tại Việt Nam. Tuy nhiên, trào lưu sử dụng dịch vụ OTT tại Việt Nam mới thực sự bùng nổ từ tháng 4 năm 2012, khi WeChat, một ứng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc, chính thức vào Việt Nam, đầu tư rất nhiều tiền bạc và tung ra các đợt quảng cáo rầm rộ. Đã có lúc WeChat nắm trong tay gần 1 triệu người dùng và chiếm trệ độc bá cuộc đua. Tuy nhiên, vị trí này không giữ được lâu. Scandal bản đồ ngầm, đường lưỡi bò mới nổ ra hồi đầu năm khiến WeChat gần như bị loại khỏi cuộc đua. Chết thời cơ đó, hai ứng dụng LINE của Nhật Bản và KakaoTalk của Hàn Quốc cũng bắt đầu bước vào cuộc chơi, vung tiền chi rất mạnh tay vào các chiến dịch quảng cáo. Mới đây, cả hai ứng dụng đều công bố đạt con số 1 triệu người dùng tại Việt Nam. Không để bị lép vế trước các ứng dụng ngoại, vào tháng 8 năm 2012, làng công nghệ Việt cho ra đời ứng dụng Zalo được thiết kế dành riêng cho người Việt. Zalo được sự ủng hộ đông đảo của người Việt và hiện nay đã vượt qua cột mốc 1 triệu người dùng. Thử lấy Zalo để phân tích các tiện ích mà một ứng dụng nhắn tin miễn phí mang đến. Nét đầu tiên và cơ bản nhất tất nhiên chính là nhắn tin miễn phí, thậm chí có thể kèm theo hình hoặc dưới dạng tin nhắn thoại. Thử làm một bài toán nho nhỏ, nếu sử dụng gói cước 3G không giới hạn chỉ 50.000 đồng một tháng, còn nếu bạn còn là sinh viên thì chỉ tốn 20.000 đồng. Mỗi tháng chúng ta có thể tiết kiệm được hàng trăm nghìn tiền điện thoại. Và còn rất nhiều những tiện ích hay ho khác, sticker cảm xúc vui nhộn, vẽ hình, game, tìm bạn bằng GPS, chat nhóm và cả một mạng xã hội mini để bạn có thể chia sẻ cảm xúc, hình ảnh với sự tham gia của các sao. Ưu điểm của Zalo so với các ứng dụng cùng loại khác là máy chủ của Zalo được đặt ở Việt Nam nên thông tin được truyền đi tốt hơn. Zalo còn chạy tốt trên cả mạng 2G và 2.5G so với các phần mềm khác chỉ chạy được trên 3G và sóng Wi-Fi. Zalo còn hỗ trợ hệ điều hành Symbian, cũng là một điều các ứng dụng khác chưa làm được. Mới đây, tháng 2 năm 2013, Zalo lọt vào top các phần mềm sáng tạo châu Á, đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng do sao công nghệ uy tín Tech in Asia bình chọn. Zalo là phần mềm Việt Nam duy nhất có mặt trên bảng xếp hạng này. Trở lại cuộc chiến giữa các ứng dụng nhắn tin trên di động tại Việt Nam vốn đã rất căng thẳng ở hiện tại, thì trong tương lai, cuộc chạy đua hứa hẹn sẽ còn quyết liệt hơn nữa. Ngoại trừ Viber chưa thực hiện quảng bá tại Việt Nam, các bên tham gia đều đã và đang bước vào cuộc đua đầy tốn kém, marketing rầm rộ để thu hút người sử dụng. Tất cả các ứng dụng đều nhâm nhe tới cột mốc 2 triệu người sử dụng. Liệu ứng dụng nào sẽ đạt tới vị trí này trước tiên? Phải chăng người chiến thắng chính là người mang lại lợi ích cao nhất cho người dùng? Các ứng dụng phải liên tục bổ sung tính năng mới, cải thiện tốc độ nhắn tin, tăng thời lượng tin nhắn thoại, cải thiện chất lượng chia sẻ ảnh. Người chiến thắng không được quyền ngủ vùi trong vinh quang mà phải luôn chạy đua để hoàn thiện sản phẩm. Vì vậy, trong bất cứ sự cạnh tranh khốc liệt nào, người dùng vẫn luôn là người có lợi nhất.